Buồn thương chiếc áo phong sương đỏ ai không bến hồ, đỏ ai không bến dân dương câu hò. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chỉ hai cửa ngóng trông hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sáng sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ như đã dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bên câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung, nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Biết người xưa kia giờ sáng sông, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy. Thủy chung nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò
bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Dân ca sao mệt mà lòng anh thiên hoa, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà nó hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương sao thật. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lạnh lẽo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng thơm gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt cuồng mơn mông, dáng xưa vàng theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen thân. Bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát.
tình mình nhiều ngăn cách sông, chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông, chia đâu cách lòng mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn. Đẹp lòng người đi em biết chăng, em đã bao năm rồi không về miền.
Hiện tại thì ngoài giờ đi học thì buổi sáng em đi ra quán chay để phụ làm phục vụ. Cuộc đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, cuộc thi solo cùng bolero là vì em rất là thích dòng nhạc bolero
nó gắn liền với lại tuổi thơ của em, là vì lúc ba em còn sống, ba em hay hát cho em nghe những ca khúc bolero cho em nghe, và nó thấm sâu vào trong người của em lúc nào không hay. Hiện tại thì ngoài giờ đi học thì buổi sáng em đi ra quán chay để phụ làm phục vụ. Bản thân em rất là thích tự lập, vì tự lập em có thể tự lo cho mình được, mẹ không phải vất vả đi bán vé số để lo cho em. Mưa trên cuộc tình, mưa ướt cả những cuộc mưu sinh. Và trong những cuộc mưu sinh ấy thì ta bắt gặp họ. Cô gái nhỏ tuổi nhất của cuộc thi, cô gái đã phải tạm gác lại việc học của mình để mong phụ giúp mẹ vẫn còn đang bán vé số, là Mạnh Nguyên. Chàng trai kẹo kéo, anh vẫn rong ruổi trên những ngã đường với chiếc loa của mình. Có thể trong cuộc sống họ là những người lặng lẽ, nhưng trên chính sân khấu này họ sẽ hát lên bằng tất cả tình yêu của mình với bolero. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức. Thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua, mưa đêm sầu riêng ai. Buồn nơi đến bao giờ? Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai? Biết người xưa có còn nhớ hay quên? Duyên ta vẫn u hoài. Đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi đừng rơi, mưa cho tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai? Biết người xưa có còn nhớ hay quên? Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tìm đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi ngừng rơi, mưa cho tiếng nhạt buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào.
nay nhìn em ra rất là đẹp, đó là về mặt ngoại hình. Còn bây giờ thì cái giọng hát của em thì chắc em bị run hay là như thế nào em nhỉ? Dạ, sốt mấy bữa nay với lại con. À, hèn chi okay. Chị thấy là nó có cái phần khác hơn cái tập vừa rồi. Nhưng mà ở đây chị Nhung cần em chú tâm và khắc phục nhiều hơn nữa là những cái nốt thấp của em. Em phải coi chừng, tại vì xuống cái nốt thấp em bị nó không có rõ và nó bị đứt hơi. Với ở đây Nhung cần em là cái độ ngân của em nhiều hơn nữa. Còn lên cao thì là em lên rất là đẹp, rất là rõ chữ. Còn Tiết Nhung thì khẩu hình của con không có mở, nó bị cứng. Nhìn trời mưa đổ bắt đầu đi xuống là con hát con không có tập trung nữa, con bị đuối hơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phải. Hơi run một chút nên hoàn thành bài hát chưa tốt lắm. Ở dưới sân khấu là đã run rồi, cho nên lên sân khấu hát không được tốt lắm. Hai đứa con rất là xinh, rất là đẹp trên sân khấu, còn trẻ nhưng mà đã yêu mến bolero. Đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn rất là văn minh, rất là hiện đại mà các bạn vẫn tha thiết với dòng nhạc bolero bằng một tinh thần mới. Hai tụi con đều có hai cái chất giọng rất là tốt, nhưng mà hát còn cứng. Muốn mềm mại và hay hơn nữa thì phải có thời gian. Như vậy đối với cô Phương Thanh Lực, tụi con quá là tuyệt vời rồi, quá là ngưỡng mộ tụi con rồi. Lúc mà Mạnh Nguyên bước ra, cái thí sinh này lần trước có thi không nhỉ? Sao hôm nay chứ tự nhiên đâu ra cậu đẹp trai như này? Khác lạ nhỉ? Rất là khác lạ. Phong cách thì em đã tiến bộ rất là nhiều rồi, ngoại hình mọi thứ. Nhưng mà em nên nhớ là em vẫn cho khán giả thấy một cái gì đó là em vẫn còn sự nhút nhát. Em bị lộ nhất cái sự ngắn hơi của em ở trong cái câu cuối cùng. Thay vì em cố gắng em ngân thêm một tí nữa, mặc dù cách là trước đấy em lấy hơi đi. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trong thời gian Nguyên đi Nguyên thi solo cùng Boro năm 2017 thì công việc của Nguyên cũng vẫn đi hát bình thường như mỗi ngày. Mưu sinh mà, mình phải đi làm. Rồi cách một ngày, cách hai ngày thi thì mình có thể nghỉ hai ngày để mình dưỡng giọng thi nó tốt hơn. Nhung thì vẫn là một cô bé hát bolero ngọt ngào rất là hay. Em có một cái nhược điểm đấy là em cái mở khẩu hình của em là em phải tập nhiều vào. Tại vì nếu không thì cái cách em hát em sẽ bị dính chữ và không nghe được từ. Em sẽ khắc phục cái khuyết điểm của mình và sẽ cố gắng tự tin hát hay và làm thật tốt ca khúc của mình nếu được vào vòng trong. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đêm nay với câu chuyện của thí sinh nhỏ tuổi nhất, Tuyết Nhung. Tuyết Nhung chia sẻ là từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ mà có được một đêm Noel nào đúng nghĩa và cũng không có quà Noel luôn. Hồi nhỏ mà mỗi lần hay đi bán phụ mẹ, xong rồi thấy mấy bạn bè đồng trang lứa được ông già Noel tới tặng quà, Nhung cũng cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng chúng ta hãy tin chắc rằng Noel năm nay sẽ là một đêm thật đặc biệt với Tuyết Nhung, vì em sẽ được đứng trên sân khấu này và hát bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu của mình, và cũng như đón nhận được những tình yêu và sự ủng hộ từ quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng đến với phần thể hiện của em. Hồi anh còn
Nằm ở trong đó nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và xin được mời giám khảo Quang Linh ạ. Buộc hỏi tại sao con khóc? Dạ thưa chú, là con đang cảm thấy rất hạnh phúc vì con chưa bao giờ được có một món quà Noel hả? Có một mùa Noel hạnh phúc như thế này. Chú cũng nói thật là lần đầu tiên chú nghe bài hát này. Cái bài thì chú chưa thích lắm. Thế nhưng mà cách hát của con là chú thấy cũng khá là ổn. Mở đầu là nó có những cái nốt thấp ý. Mà cái cách xử lý nốt thấp của con rất là hay. Nó nhẹ nhàng, nó vừa phải, nó đủ tình cảm. Chú chỉ nhắc lại là cho phải mở khẩu hình lớn hơn. Ví dụ như cái câu cuối cùng là cho mùa sao sáng Noel mãi nở hoa. Cái câu sao sáng đó là con là không có mở khẩu hình là con sao sáng gì đó. Đúng rồi đó. Chứ em bị chi phối nhiều thứ quá, xong rồi vì em phải nhớ lời, xong rồi phải diễn tả theo lời bài hát, cho nên nhiều khi em hát em bị ém lại á. Con để ý, con chỉ có bị cái phần đấy thôi. Nếu mà chú còn ngồi lại mà chú bắt gặp cái lỗi này lần nữa là chú sẽ cho điểm rất là thấp. Con để ý nhé. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn chú. Sự con chỉ có đúng cái lỗi đó thôi, cho nên là mình không thể nói nhiều. Con chỉ cần mở khẩu ra cho nó thoát cái chữ ra nữa là thành công. Bởi vì con xinh xắn nè, chất giọng con rất là ấm áp và truyền cảm. Con như thiên thần đứng trên sân khấu. Cảm ơn con, cố gắng sửa nha con nha. Như vậy là gọi là tạm ổn rồi đó. Nhưng mà cái khẩu hình mở cũng chưa có được lắm. Đây nó cũng là một cái bài hát rất khó. Để cho một cái người nhỏ tuổi như con để mà gánh cái bài này thì cũng rất là khó đối với con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Nếu mà em được vô vòng trong thì em sẽ cố gắng khắc phục được khẩu hình miệng của mình, để hy vọng lần sau em sẽ không bị ban giám khảo nhận xét là khẩu hình không mở. Ba thí sinh Quốc Hiển, Thiên Hà và Tuyết Nhung sẽ phải thể hiện bản lĩnh của mình bằng chất giọng mộc với guitar để một lần nữa thuyết phục bộ ba ban giám khảo dành cho mình cơ hội duy nhất đến với vòng chung kết sau. Ai sẽ là người chinh phục được ban giám khảo trong vòng sing-up này? Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời. Yêu đôi môi hồng, điểm nét son tươi. Yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông lạ lời. Nhớ em bao thuở ấy, thuở
ấy có em anh chưa từng sầu. Trường đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, trường mang hoang lạnh ngoài bến vắng với tâm tư sầu đau. Kể từ ngày xa cách không nói dù một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên em nghẹn lời, mãi lòng kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hát với tâm tư sầu đau. Kể từ ngày xa vắng nhau. Vào tới vòng này thì bỏ ai mình cũng thấy tiếc hết. Ai cũng hát hay hết và ai cũng đều có cái màu riêng. Mà em sẽ chọn bé Tuyết Nhung. Từ các cái vòng thi trước đến thời điểm này thì Thiên Hà vẫn ổn định nhất và giọng hát cũng rất là hay. Cho nên là Thiên Hà vẫn nghiêng về Thiên Hà. Trung sẽ chọn bé Tuyết Nhung bởi vì bé có một giọng hát rất là tình cảm, bé rất là dễ thương. Cái tình cảm thì thấy dành cho Tuyết Nhung, nhưng mà nói về để đi tiếp thì Long thấy Thiên Hà là xứng đáng hơn. Thật sự không biết phải chọn ai vậy, tại vì em thấy ai cũng hát hay. Nguyên lại thích Tuyết Nhung hơn vì Tuyết Nhung có chất giọng rất là truyền cảm, rất là ngọt ngào. Và giờ đây xin được phép mời nam ca sĩ giám khảo Quang Linh sẽ đưa ra quyết định đại diện cho hội đồng ban giám khảo. Trời hay quá, cho tôi cái bánh ngọt ghê vậy đó. Với ba bài hát của ba người, chúng tôi xin được lưu ý ở đây là ba giám khảo chúng tôi làm việc độc lập, không nhìn vào nhau và không tranh thủ ý kiến nhau đâu nhé. Và ba cái phiếu đó đưa ra cái kết quả. Anh Quốc Hiển, anh có thể trở về với người vợ thân yêu của anh. Rất vui khi anh đã đến đây tham gia với cái chương trình lần này và hy vọng chúng tôi sẽ được gặp lại anh trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn lại hai cô gái, bây giờ cả ba chúng tôi đã đưa ra một cái sự lựa chọn. Tôi nghĩ Tuyết Nhung cháu có một giọng hát truyền cảm và khá hay.
Tôi mong là cháu sẽ góp nhặt được tất cả những ý kiến của chúng tôi và cháu sẽ cố gắng tập nhiều hơn nữa. Và rất mong trong một cuộc thi sắp tới tôi sẽ lại được thấy cháu tham gia. Và cuối cùng xin được chúc mừng Thiên Hà, người sẽ đi tiếp vào vòng trong. Các thí sinh của chúng ta dù đi tiếp hay ở lại thì các bạn vẫn sẽ cùng dõi theo nhau trên hành trình tiếp theo của Solo cùng Bolero. Cuộc thi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị dành cho chương trình. Hẹn gặp lại trong đêm chung kết tiếp theo với phần dự thi của 8 thí sinh. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, xào xạc bao niềm vui trong mái lá. Bờ sông xanh cô gái hát êm, tầm mái chiến gửi anh dâng mẹ hiền, lòng xa thêm hơi ấm khi chiều lên. Chờ mong tiếng hò cô gái bên cửu long, mơ rằng mai lúa lên đầy bóng. Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn sớm để vui chung ngày mùa, đường về thôn quỳnh chân bên nhánh lúa. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây, đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây. Từ nhỏ là con đã gắn liền với đồng ruộng, với cánh cò. Và trong tập này con sẽ song ca với chị Tuyết Nhung. Con sợ nhất là cái khúc lên cao. Tại vì lên cao là con sợ cái giọng con nó bị chói với lại bị tét á. Nên mẹ Nhung đã chỉ cho con cách để kiềm chế lại. Cánh mai quanh cánh đồng.
cánh đồng lúa ngát xanh bên sông Sâu. Chiều con lấy thân câu đã vui chờ nhau. Cỏ trắng rơi cánh bay ngoài cánh đồng tôi. Cỏ bay, cỏ bay. Vũ được biết là con là Phạm Thiên Ngân, còn đây là Phạm Tuyết Nhung. Tại sao hai người có cùng chung họ Phạm vậy? Dạ, thưa chú, tại vì là tụi con là con của mẹ Phi Nhung, cho nên là mẹ đặt cho cùng họ luôn. Dạ. Cùng họ Phạm luôn. Xin được cảm ơn bé Phạm Tuyết Nhung rất là nhiều nha. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ xin phép được mời ban giám khảo nhận xét. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay với cái tiết mục mà nói về tuổi thơ, chú rất thích con hát như thế này. Hát một cách hồn nhiên trong sáng, cứ hát bằng bản năng của mình để diễn tả lại cái thời thơ ấu như thế nào. Mà hiện nay cũng còn thơ ấu mà, phải không? Cách hát của con tỏa ra một cái âm gian rất là tuổi thơ. Cảm ơn con. Đây là một tiết mục dễ thương với một cái bài hát hay và một cái giọng hát thật là đẹp, thật là hồn nhiên. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn. Chú có đôi lời trước tiên á, chú khen con về giọng hát thì khỏi nói rồi. Con hát rất là hay, hát rất là dễ thương. Nhưng chú chỉ tiếc một điều thôi. Nếu con mặc một bộ đồ bà ba rất là dễ thương, rất là con nít, người bạn con mặc áo dài, nhưng con phải mặc áo bà ba. Tại vì cái tựa đề là dứt mơ cánh cò, thì người bạn con sẽ mơ lại cái hình ảnh, thì con là người bạn của con đó. Con sẽ minh họa khuôn mặt một bộ đồ bà ba. Con vừa hát con vừa tung tăng với cánh cò, con diễn với mấy cánh cò thì rất là đẹp. Tức là chú thích thấy một cái con cò con đó con. Dạ. Cô rất là bất ngờ khi nghe con hát. Khi mà biết con nhỏ nhất thì cô cũng hơi lo, nhưng mà hôm nay thì cô thấy là con hát một cái bài hát rất là dễ thương, và cái giọng của con thì cô thấy là nó già dặn hơn rất nhiều so với cái tuổi của con, và cái cảm xúc của con rất là tốt khi con hát cái bài này. Có thể nói là bạn Thiên Ngân có một cái tiến bộ rất là hay. Tôi với Thái Châu ngồi đây, tôi thấy rằng hôm nay bạn cười và bạn diễn rất đẹp, đúng không? Rất duyên dáng, cho nên con phát triển nha. Dạ, con cảm ơn cô. Hay cái chỗ là tuổi thơ ra tuổi thơ, lúc nào chuyên nghiệp và ra chuyên nghiệp. À, vậy là được, tốt. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Mời. Chúc mừng con, số điểm 10 đầu tiên. Yeah. Dạ, con cảm ơn. Giám khảo Bạch Tuyết đã cho con thêm một điểm 10 nữa, được 2 điểm 10 rồi nhé. Chị Thảo Vân ơi, số điểm của chị là 3 điểm 10. Chúc mừng con.
Số điểm của giám khảo Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo tại trường quay. Xin mời. Chúc mừng con nha, một số điểm rất cao, 9,8 điểm. Dạ, con cảm ơn cả mọi người ạ. Thiên Ngân nè, hôm nay được trở về với đúng sở trường của mình. Đây có phải là những gì mà mẹ Phi Nhung đã truyền dạy cho em suốt thời gian qua và đến ngày nay em đã thể hiện vận dụng thật là tốt? Cái này là mẹ Nhung cũng có chỉ dạy cho con. Tại vì bài này là bài của mẹ hát, mẹ chỉ con cách lên cao độ, lên sao cho tới để hát cho nó hay. Con cũng mong là mẹ Nhung sẽ vui, tại vì con đã cố gắng hết sức. Con mong là khán giả sẽ hài lòng về bài hát của con. Quý vị hãy cùng tiếp thêm sức mạnh cho bé Thiên Ngân nha. Hãy cùng động viên và ủng hộ cho em với mã số bình chọn của Thiên Ngân là 06. Phụng mang giọng ca trầm ấm, Lãng Tử đậm chất tự sự. Liệu có tạo nên sự khác biệt với Người Tình Không Đến, vốn lâu nay là bài tủ của phái đẹp? Quỳnh Mai với chất giọng ngọt ngào, luyến lấy kỹ thuật, liệu có vẽ lên được một trời ly biệt lất phất mưa bay nơi sân ga trong chuyện?
Những bài hát nghe nức lòng được thể hiện bởi hai thí sinh của Bolero. Tôi tin là có những khởi sắc đâu đó trong lòng của ban giám khảo rồi. Xin mời những nhận xét từ ban giám khảo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta để ý kỹ là cái tập mà Quý Hoàng Ca này á, thì ở mỗi cái phần đầu á, chúng tôi dành một ít phút để trân quý, nói về những cái danh tác. Ở đó là có những nhạc sĩ và những danh ca. Năm mùa bộ solo vừa qua, chúng tôi đã nâng niu, trân quý và gìn giữ đó suốt 5 năm vừa qua. Ở trên sân khấu này, những người làm chương trình rất là cảm ơn nhạc sĩ đã tạo ra những danh tác đó. Cảm ơn các nhạc sĩ đã để ra những tuyệt phẩm để đời. Và chúng tôi gọi đó là Quý Hoàng Ca. Quay trở lại một chút xíu cái không gian này thì với anh Ngọc Phụng, đây là một giọng ca quý, cần được nâng niu và phải mài dũa thêm. Còn giọng ca của mình Mai thì có một cái sự truyền cảm, có từng trải nữa. Hai bạn thì vẫn phải cho anh trở lại là cái chuyên gia màu sắc chứ hả? Dạ, thưa anh thì em thích màu xanh lá. Dạ, em thích màu xanh dương. À, xanh lá, xanh dương thì anh nói nhiều về các tập trước rồi. Nhưng tựu chung hai cái màu này nói về sức sống. Cái thời điểm hiện nay chúng ta nói nhiều về cái môi trường nhiều nhất thì cái màu xanh ta đang hủy hoại rất là nhiều. Và các em cũng là chọn những cái màu xanh là màu mình tin được là đó là sức sống mang lại. Và ở đây thì sức sống cho những cái danh tác này được truyền mãi nữa. Nếu anh cho hai bạn này thêm một màu nữa thì anh gọi đó là màu nắng mới. Với Ngọc Phụng, nếu mà em không biết phát huy cái giọng này thì nó sẽ hơi cũ. Nó cứ qua tập này tập khác, có vẻ như nhiều lúc nó hơi gò quá. Vẫn cái giọng này, nhưng em phải thổi vô nó một cái gì mới hơn. Còn Quỳnh Mai thì cảm giác em bị cũ. Thì cái màu nắng mới này, nó là một cái màu vàng, nó sẽ chói chang hơn, ấm dần lên. Thì các bạn phải tìm ra cho mình một cái chìa khóa mới hơn ở cái solo. Nếu không biết trân quý cả hai cái điều mình có thì anh nghĩ nó chỉ là một cái màu nắng bình thường thôi. Anh hy vọng là cái lời nói của anh sẽ khích lệ các bạn tìm ra những cái điều mới mẻ. Xin mời chị Phi Nhung tiếp lời luôn đi ạ. Chị nói về Ngọc Phụng thì cái giọng thì dĩ nhiên rồi là có cái sự đặc biệt. Ở đây em hát á, em gằn nhiều quá nghe nó khó chịu. Nên mai mốt em hát em nhẹ nhàng, em thả lỏng lại tí xíu nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. 23 mà em hát chị tưởng luôn là em 37 tuổi vậy đó. Nó già kinh khủng luôn. Bởi vậy anh Vinh anh cho em nắng mới thì giờ chị cũng ok, giờ chị cũng cho em thêm nắng mới. Nói chung là mai mốt em hát em nhẹ nhàng làm tí xíu cưng. Nhưng nó nặng quá chứ mà cái giọng thì ok đẹp. Quỳnh Mai là một cái bài hát khi mà mình đã nhập vai đưa qua một cái là mình hát liền. Cái này là Quỳnh Mai là cái thể loại khác. Và Quỳnh Mai cố gắng để mà hát bolero. Ở đây Nhung cũng khen bạn á, là tại vì thường thường mà hát nhạc dân ca Bắc Bộ á, khi mà em đổi qua cái này nó rất là khó đối với em. Mà Nhung thấy, Nhung để ý từng câu một á, em ráng em cố gắng em gần để cho nó ra cái giọng bolero bình thường. Thực sự ra nó rất là khó. Nhung nghe em hát mà Nhung rất là thương em với cái điều đó. Nhưng mà cái gì mình cũng không có ép được. Đây là đi thi thì em cố gắng em thi cho nó tròn, chị nó đẹp vậy thôi. Chứ còn ngoài ra thì chị nghĩ là cái nào của mình thì mình nên giữ. Tại vì em hát mà như vậy, nó không phải là em nữa. Cái bài nãy thì cái giọng thì rất là đẹp đó. Nhưng mà nó gần từng chữ một, tự nhiên thấy nghe nó mệt lắm. Khi em hát xong rồi em thở một cái phào luôn, chị thấy rõ ràng luôn. Nếu mà đi vào vòng trong nữa thì mình cố gắng mình tiết chế lại. Và mình hát lại cho nó nhẹ nhàng một chút xíu. Nhiều cái từ cố gắng lặp lại trong đó, mình nhớ phân biệt kỹ là đừng có ráng để làm cho nó ra cái gì đó mà không phải của mình. Là chứ cái cố gắng nỗ lực là cần cố gắng nỗ lực em nhé. Rồi xin mời Mạnh Quỳnh ạ. Tiếp lời của Phi Nhung là nhận xét Quỳnh Mai luôn thì Phi Nhung nói đúng. Anh chỉ cần em hát nhẹ nhàng là chút xíu thôi. Em gắn quá thành thử đôi khi nó bị nặng. Em cứ ca chiều nào tiến nhau đi. Chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngả xế tàn. Một cái nhẹ nhàng thôi, em đừng có chiều nào tiến nhau thì nó bị nặng lắm. Để ý cái nó thấp, cái chỗ mà tiêu ngô bông người em được người em được người. Chỉ lại cái câu cuối là hoàng hôn cùng trên trời đời chim đây cùng tàu hoàng hôn để hoàng hôn để cái nghe nó bị mệt. Em có hát thử bolero một mình, đêm đừng có gặn em đừng gì hết em. Chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngả xế tà. Hai anh Vinh. Chiều nào đừng tiến nhau đi khi bóng ngả. Chỉ là chữ chiều á, đừng có chiều. Đó, mình cứ chiều, cố nhấn cho chữ chiều vô. Hai chữ luôn là chiều xong rồi nào nữa. Lướt nhẹ đi thứ nữa. Nhẹ nhàng chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Riêng về Ngọc Phụng thì đối với anh thì anh thích cái bài kiểu hát của em, cái bài này.
Từ giờ anh nghe rất là nhiều anh ca sĩ ca cái bài này giống nhau, ca đều cũng kỹ thuật lên xuống luyến đái dữ lắm. Nhưng mà em là một thí sinh mà em mới thấy em hát cái kiểu của em. Nó giống như là em thả lỏng, em hát như một cái lời tự sự, em nói chuyện rất là tốt. Tuy nhiên, như Phi Nhung nói là em bị nhiều quá thì đâm ra người ta mệt. Em có thể em ngấn nhá, em cai kiểu thả lỏng như vậy nhưng mà ít thôi. Mình vẫn giữ cái khuôn khổ của cái bài này. Anh là anh thích cái kiểu trình diễn của em mà, và cái kiểu hát của em. Nhưng mà mình ráng hạn chế lại được cái nhiều quá thôi. Và bây giờ nha, Mỹ Ngọc thường hay bị nhận xét là hay nhăn mắt và làm cái cơ mặt của mình nó nhăn đi. Bây giờ coi Mỹ Ngọc động viên các bạn mà mặt không nhăn nè. Tại vì anh Hiếu biết ra em bị một cái khuyết điểm là mình khi mà mình cảm xúc quá là mình nói mình không có tập trung cái cơ mặt gì. Thường thường là MC nhìn Hiếu không là nhăn chị... nha, dạ không nhăn. Vai trò Ngọc ngồi đây là khi mà đồng hành của các bạn thì là Ngọc muốn tìm ra cái điểm vàng của các bạn ở trong ca khúc này. Và câu hỏi của Ngọc vẫn như các bạn trước là với hai bạn thì các bạn nghĩ là cái điểm vàng với hai ca khúc mà các bạn chọn nó ở đâu? Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Em cảm giác được cái sự chia ly và từ biệt nó như thế nào, và để mà đưa cái cảm xúc vào cái bài hát. Cảm xúc trong bài hát này là điều mà bạn cảm thấy bạn đã làm thành công, đúng không? Dạ. Câu tâm đắc nhất ở trong cái bài hát đó là em thích chỗ nào? Ước sao cho tàu đừng đi ạ. Dạ. Còn thì sao nhỉ? Dạ, em xin trả lời đó là cái điểm vàng trong ca khúc Người Tình Không Đến. Thì trước giờ thì em thấy là cái bài này thì dành cho phái đẹp hát thì cụ thể là nữ là nhiều, còn nam thì có nhưng mà rất là ít. Và hôm nay em thể hiện cái ca khúc này là nhằm mục đích là thứ nhất là em xử lý theo cách của em, và em đưa cái một cái màu sắc mới hơn cho đến cho tất cả mọi người. Thứ hai nữa là em hát bài này cho những người phụ nữ. Hát cho những người phụ nữ. Yêu chưa mà hát cho những người phụ nữ. Cái này hát dùng cho ba. Hát dùng cho ba thằng mẹ. Nhưng mà chị hỏi em là cái tâm đắc nhất cái câu trong cái bài hát đó là em thích cái chỗ nào? Dạ, em thích cái câu cuối cùng đó là tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Em hát lại thử coi. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Em hát sao mà đừng để ai bắt chước lại em á. Đừng để ai nhái lại em á. Khó. Chứ chị hay bắt chước mấy cái hay của người ta lắm á. Thiệt luôn đó. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Trong một cái bài hát thường thường của người nghệ sĩ thì khi mà chị bước lên sân khấu cũng vậy, dĩ nhiên là nó hoàn thành khán giả vẫn thích, nhưng đối với chị khúc nào mà chị thích á là chị cảm thấy là chị feel giống như chị bay đi luôn á, chứ chị không phải là chị ngồi hay là chị đứng chị hát nữa. Thì chị muốn hỏi em là khi nãy giờ em hát cái bài đó có cái khúc nào là để cho em cảm thấy em không phải là chính em nữa? Dạ, đó là cái đoạn điệp khúc chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Trong một bài hát nó cũng có những cái chỗ để em trải chuốt thì nó sẽ đẹp hơn và khán giả sẽ nhớ cái câu mà em nâng niu cái bài hát đó lên. Dược danh ca Bolero thành công chỉ cần xuống ngay cái câu đó thì lên ngay câu đó là vỗ tay. Không thể nào lẫn vào đâu được. Đó chính là những cái nắng nót riêng có, những kỹ năng chuyên nghiệp. Và hy vọng là các bạn sẽ sớm hoàn thiện nó để lần mở trên những vòng thi để chinh phục những màu sắc của Bolero nha. Cái khó khăn nhất của hai chị em ở cái sự tương tác này đó chính là hai chị em phải đóng tức là hai nhân vật nam nữ đang hẹn hò. Mà sự chênh lệch tuổi tác đó là cái khó khăn rất lớn trong cái vấn đề này. Đó là mình hơn Phụng 10 tuổi á, cho nên là khi mà tập với nhau hai chị em là rất khó khăn trong cái việc thể hiện cái tình cảm trong cái tác phẩm tương tác này. Thì, nhưng mà sau khi mà đã tập dừa rồi, cố gắng của hai chị em thì mình nghĩ là hôm nay thì hai chị em đã thể hiện khá thành công ở hai nhân vật hẹn hò. Vừa rồi là phần thi dự thi của hai chị em và đã tập với nhau cũng rất là kỹ. Thật sự là thì bài này thì là nó cũng là một cái sự khó khăn cho Phụng, bởi vì bài này thì đa phần là nữ hát, thì bây giờ Phụng phải hát như thế nào đó để có thể mới hơn nhưng mà đi vào lòng người. Thì vừa rồi thì xong phần dự thi rồi thì xuống đây vẫn còn rất là hồi hộp, nhưng mà Phụng rất là hài lòng cái tiết mục.
rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hằn sâu để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngày. Trong không khí rộn ràng ngày Tết, có mai có đào thì không thể thiếu những ca khúc vui tươi dí dỏm, vốn là món ăn tinh thần của bà con nhân dịp Tết đến xuân về. Nếu muốn biết đào hoa là gì và không đào hoa là gì, mời quý khán giả xem đài cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên với phần trình bày của ca sĩ Ngọc Phụng. Chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết chừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng nề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung.
người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người, khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết chừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người, khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người, khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Cho ôm cái coi. Nhìn nó lạ. Thôi về chỗ đi, ôm rồi đó. Quên cả lối về. Đó, tìm những cái vật lạ vậy đó. Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của một thí sinh mặc đồ nhiều hộp nhất trong 6 mùa vừa qua. Bộ trang phục này rất là tự tin và bản lĩnh như lắm mới lựa chọn bộ trang phục này và phong cách trình diễn như thế trong tiết mục dự thi của mình. Nó có làm cho em đắn đo dữ lắm không khi lựa chọn phần thể hiện như vậy? Dạ không ạ. Tại vì em thật sự em thích trải nghiệm nhiều thứ gọi là mới lạ để có thể trau dồi cho mình nhiều hơn. Chị gói gọn trong mấy ngày thôi mà tập được như vậy, em nghĩ thế nào về cái ôm của chị Phi Nhung dành cho em? Dạ thật sự là em rất là cảm ơn chị Phi Nhung đã dành cái ôm ưu ái cho em, mà em cảm thấy rất là hạnh phúc và có động lực để có thể mình học hỏi thêm và kinh nghiệm thêm. Xin cảm ơn chị Phi Nhung. Và rõ ràng tôi muốn nói cho quý vị khán giả luôn, đây là một trong những thí sinh của Solo cùng Bolero mùa 6 mà ban tổ chức cũng như ban giám khảo đòi hỏi bạn phải mang đến nhiều hơn nữa những điều mới mẻ tại sân khấu này. Và không biết những gì bạn đã bày biện ra trên sân khấu nãy giờ đã có làm hài lòng ban giám khảo chưa? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Em nên vui vì cái ôm của chị Phi Nhung vừa rồi là chứng tỏ cho em thấy em có một cái chân đi vào vòng trong rồi đó. Hạnh phúc lớn nhất trong ngày hôm nay đó là nhận từ cái ôm của chị Phi Nhung, cũng cảm thấy rất là hưng phấn và rất là sướng trong người, và cảm thấy mình có một cái động lực rất là lớn để mình có thể đem tới những cái điều mới lạ tiếp theo đến cho toàn thể tất cả quý vị.
và hôm nay em đã mạo hiểm thay đổi cái phần trình diễn thế này. Thật ra nói gì mặt mà diễn xuất về tính chuyên nghiệp thì chưa đủ. Tại vì khi mà em những cái movement của em như thế này mà cái mặt của em á, nó không có đi đôi với lại những cái di chuyển của em. Tuy nhiên anh đã thấy được cái sự cố gắng của em rất là nhiều. Và anh rất là hoan hô cái phần trình diễn của em vừa rồi. Rất là giải trí và rất là vui. Anh xin chúc mừng trình diễn của em. Lúc đó chị Nhung nói em lạ. Mà không những lạ mà anh thấy em lì nữa chứ. Đứng giữa đường hoa, mặc áo rất nhiều hột, nhảy tung tăng, rất là hồn nhiên. Đúng là có thể những bước nhảy chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng có những bước nhảy này thì phải có những bước đi tiếp theo. Anh rất là đánh giá cao cái sự tìm tòi sáng tạo ở trong tiết mục. Giám khảo có hai nhận xét là bạn này gằn giọng quá, làm cho nó cảm thấy như 60 tuổi á. Và hôm nay em còn như 16. Có những đoạn anh cảm giác em đang chơi với cái nhạc nó rất là nhẹ nhàng, mặc dù là có những lúc hơi ngô nghê. Nhưng với anh rất là ghi nhận em ở trong cái vòng này. Cũng như là vòng đầu tiên cho tới bây giờ thì điểm yếu của Phụng đó là vẫn còn cái sự hồn nhiên. Hôm nay thì nó cũng hạn chế nhưng mà nó vẫn còn, bởi vì đó là chắc là bản chất của Phụng thì khi lên sân khấu thì nó hay bị hồn nhiên chút xíu. Nhưng mà có thể đó là một cái Ngọc Phụng sẽ cố gắng biến nó thành một cái thế mạnh. Và bây giờ sẽ là khoan đến chị Phi Nhung, tại vì chị ôm và chị nói cuối cùng. Mà là một người mà anh cũng gửi lời thách đố luôn là nhảy được như em. Ca nhạc sĩ Hâm Đến Trường, nào xin mời. Ngọc Phụng ở dưới sân khấu thì khá rụt rè ha, mà lên sân khấu thì lại rất là thu hút, khiến cho không rời mắt được. Và đúng rõ ràng là mình có thể không cao, nhưng mà mọi người phải ngước nhìn. Cho mình hỏi thêm chút xíu là các bạn này thì phối lại theo Screen Jazz. Cái diễn của bạn á, nó rất là kịch, rất là nhạc kịch, coi rất là thích thú. Và đây là một trong những tiết mục mình thích nhất. Bây giờ để xem chị Thi Nhung sẽ có những lời nhận xét như thế nào sau cái ôm đó. Liệu có phải là cái ôm chia tay hay không? Xin mời chị Thi Nhung. Không, thiệt sự ra cái ôm của chị là chị ngưỡng mộ em. Thật sự chị rất là cảm động. Tại vì nói về thể hình thì em không có cao, em không có được như những người bạn khác. Nhưng ở đây em có một cái em rất là tự nhiên. Đưa một cái bộ đồ như vậy mà em cũng vẫn mặc, em vẫn diễn. Nếu mà những người khác người ta có thể là người ta không có tự tin lên sân khấu, mà đây đưa cho em một cái bộ đồ mà chị nói là cái thước tóc của em nó có bao nhiêu vậy à? Nhìn chị không biết là em có mang guốc hay không, có mang dép hay không nữa. Mà cái mặt thì tóc thì trải lên, mà em vẫn làm ra được một cái bài nhạc thu hút người ta, để cho người ta xem từ đầu cho tới cuối. Sao vậy anh Quỳnh? Sao anh che lại? Đéo rồi quay qua tôi chắc chết. Ủa? Có một cái tật giật mình hả? Đúng thế. Chết. Thôi nha. Đây nha, đây tự nói nha. Em, thật sự chị phục em. Là cái cách diễn của em rất là hồn nhiên. Em hồn nhiên em mới mặc bộ đồ này, và em hồn nhiên em mới chải cái tóc và em hát cái cách và cái khuôn mặt của em vậy. Chứ nếu mà một người như Trần Trải như chị vậy mà, như anh Quỳnh mà kêu làm như vậy không dám làm đâu. Thật sự nhờ cái hồn nhiên này, bây giờ chị muốn là từ đây vào trong nữa và bắt đầu em đi hát, em có những cái cử chỉ như vậy cho chị. Chị nghĩ là em đi con đường này là đúng, cái phong cách này là đúng. Giống như chị Phi Nhung nói, hãy giữ một cái nét chị như vậy, nhiều cái hướng đi cho mình, đó là có thể áp dụng cái hồn nhiên đó vào những cái bài nào cho nó phù hợp. Và cũng có thể là Phụng cũng sẽ trau dồi cái khả năng mình nhiều hơn, chiến lược cụ thể cho một cái bài hát. Mà biết ăn tiền hơn chỗ nào phải không? Sửa lời bài hát luôn. Cái gì? Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, sửa luôn chỉ xuống chị Phi Nhung, các em thường phải đề phòng. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Ăn tiền chỗ đó phải đề phòng. Cái này chị quá dư không? Không, rất là dễ thương. Chị nói thiệt luôn, một cái tiết mục mà chị thương, chị ôm em là vì chị cảm động. Em không cần biết ai nói gì nói, em chỉ biết yêu nghề và em tập vô cái này là chị rất là phục em. Một lần nữa chị cảm ơn em rất là nhiều. Và rõ ràng là cả Phương Huyết cũng thấy được điều tự hào đó trên ánh mắt của các vị giám khảo, khi mà những viên ngọc thô trên sân khấu này đã dần được tỏa sáng hơn hình cá tính và những cái bản năng mà các bạn mang đến để làm cho đầy màu sắc, đầy phong phú. Cảm ơn rất nhiều và hãy dành một tràng vỗ tay cho Ngọc Phương. Thank you.
Chuyện ngày xưa có hai đứa mình, anh với em đi trong lòng đời. Buồn vui có đôi, áo em xanh màu trời, mặt tình yêu thắm ngọt trên môi. Đường quen lối nhớ khôn nguôi, rồi thời gian bước qua lối này, ta bỏ đi trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay. Trắng tay xuôi ngại ngùng vì đời nên trả lại cho em tình yêu đó một thuở êm đềm. Đêm từng đêm lửa tình yêu muốn cháy trong tim, tuổi vào yêu biết nẻo đâu tìm. Vùng trời xanh mang niềm thương, nỗi nhớ lối yêu đương hằn vết chân qua. Giờ còn xanh kỷ niệm thuở nào, nhưng lối quen chân nghe lạ lạ. Còn ta với ta, áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn chăng nữa mòn gót chân tìm. Còn xanh kỷ niệm thôi nào, nhưng lối quen chân nghe lạ lạ. Còn ta với ta, áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn chăng nữa mòn gót chân tìm. Cuộc tình xưa cũng đã đi qua, còn chăng nữa mòn gót chân tìm. Nhiều lúc cô đơn anh thường hay hỏi lòng, người hỡi yêu thương sao tựa như suối dòng. Bỏ bến trong mong, lời hứa yêu không thay đổi từ ban đầu. Thuyền vang trôi mau nên người quên lối về, đành bỏ trong đời ôi não nề. Từng bước lê thê
trên đê vắng vắng lời ai thề. Nhớ ngày xưa em thường hay nói thương anh nhiều khắc già lời yêu, mà sao nay thay đổi hai chiều, tớ vương sâu trách phận mình điều hiu. Đường vắng riêng anh nghe toàn câu dối lừa, chuyện cũ xa xưa nhắc lại chi cũng thừa. Ngồi dưới hiên mưa lệ xót xa đưa thương mấy vạn cho vừa. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho ngày hôm nay là Ngọc Phụng của solo của Bolero thưa quý vị. Nếu như Ngọc Phụng đã làm chúng ta bất ngờ với tiết mục dự thi rất là hết mình, sôi nổi với những điệu nhảy, thì ngày hôm nay đã từ tốn, chậm rãi và có tính toán. Đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ban giám khảo sẽ có những đánh giá nhận xét gì cho Ngọc Phụng. Tôi muốn mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh để xem tiết mục này đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng và anh đánh giá ra sao với sự thể hiện của Ngọc Phụng. Chào Ngọc Phụng, có 3 tháng mà làm cho em già như vậy hả? Chương trình có 3 tháng mà sau khi ban giám khảo nhận xét căng quá là thí sinh già đi luôn. Sau khi những cái vòng phát sóng thì đây là giọng ca người ta là gương mặt học sinh mà giọng ca phụ huynh. Khán giả gọi đây là giọng ca phụ huynh. Có nghĩa là một cái giọng ca nếu mà nhìn anh chàng mới có 22 tuổi thôi. Hôm nay anh rất là bất ngờ lại hóa thân đúng không cụ non ở cái đoạn muốn già là cho già luôn. Muốn già là cho già. Để nói được rằng là em cũng là một cái người rất là chịu chơi cả trong giọng hát lẫn tính cách. Mặc dù là nhìn mặt hơi hài hước một chút xíu, em là một cái màu sắc khá là ấn tượng ở trong cái chương trình solo mùa 6 này. Một giọng ca không lẫn vào đâu được. Cũng là một cái người nhỏ bé nhưng mà rất là biết chơi.
chơi cỡ nào cũng chơi theo được, già cũng chơi, trẻ cũng chơi, không biết nhảy cũng nhảy. Nhưng mà như thế là chứng tỏ là em rất là biết hòa nhập với tuổi 22 á, thì anh nghĩ là 1-2 năm nữa cái giọng ca của em nên chơi với âm nhạc một chút á. Cái giọng hát này đôi chỗ em vẫn hơi bị gò, thì người ta gọi là giọng ca phụ huynh là vậy, nghe xong nhắm mắt thấy một ông già đang hát. Nhưng với cái tuổi của em thì anh nghĩ kỳ sau em chơi với nó một chút xíu nữa, nó thoải mái hơn một chút xíu nữa, anh nghĩ sẽ đáng nghe hơn. Nhưng dù sao anh vẫn nghĩ đây là một cái giọng ca nặng ký của năm nay. Chúc mừng em. Đó đang là, nếu quý vị thấy là cứ mỗi lần qua từng chủ đề cứ Ngọc Phụng xuất hiện là mang lại tính giải trí rất là cao cho ban giám khảo. Không có điều này cũng có điều kia để có thể đánh giá và nhận xét về một giọng ca mà tôi tin rằng là nặng ký và tiềm năng. Và để xem là với giọng ca như vậy và tiết mục trình diễn ngày hôm nay có chinh phục được hai vị giám khảo còn lại là chị Phi Nhung và Mạnh Quỳnh hay không. Hiếu muốn lắng nghe những nhận xét của anh Mạnh Quỳnh trước ạ. Lúc nào đối với Quỳnh thì Ngọc Phụng cũng là một giọng hát mà Mạnh Quỳnh đánh giá rất là cao. Từ đầu chương trình tới bây giờ, mặc dù cái tuổi đời em rất là trẻ, cách ca rất là ấn tượng, ca thoải mái, ca giống như là trên đời không còn cái gì ngoài là giọng hát là với lại nhạc thôi. Em hát rất là thoải mái. Hôm nay hai bài hát chọn nó tương đối giống nhau, mình thấy có một cái gì đó khó. Em không ca dở nhưng đối với Quỳnh thấy nó chưa có một cái sự khác biệt. Từ khi đã chấp nhận thử thách thì mình như những thí sinh khác, mình chia ra hai để rõ ràng. Còn bên đây thì bài này với bài này nó tương đối giống nhau và em ca rất là an toàn. Cái bài đầu tiên là bài Màu Xanh Kỷ Niệm là nó cần một cái độ lãng tử xíu, liếng lái chút xíu, nhưng em ca có vẻ đều. Nhưng mà qua bài 2 thì ok, bài 2 thì em hát được. Còn cái bài đầu thì cần một tiết tấu, cái kỹ thuật ca cho nó lãng tử chút xíu. Đối với anh thì em đạt tiêu chuẩn nhưng mà anh cần đòi hỏi thêm. Với lại cái chữ đầu tiên của bài hát đầu á là mỗi một chữ em đều bị phô, em bị xuống rất là thấp để vấn đề đó thôi. Cảm ơn Mạnh Quỳnh. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nhận xét của chị Phi Nhung. Em chọn cho hai bài nó đi luôn với nhau thì nó cũng rất là có ý nghĩa. Nó theo cái ý của chị á, thì thấy nó hàm. Chị là chỉ để ý tới cái bài mới thôi thì nó rất là hay. Nó dễ đi vào lòng người. Coi như là chúc mừng em đã chọn được một cái bài mới cho bản thân của em. Cái câu chuyện á là tại sao em đang yêu cô đó, cái xong tự nhiên em nói là em bị cái gì trong cái bài hát sau á, là không tin con gái hay là cái gì đó, chị không có hiểu. Mà trong khi cô đó thì lại quá là yêu em. Giải thích cho chị nghe cái chỗ đó được không? Em khi mà em lạc vô một cảnh tiên thì sau đó em vô cảnh tiên thì sau đó em say đắm cô tiên này tại cô đẹp quá. Rồi khi mà em đã một khoảng thời gian em ở lâu quá trên trời rồi thì em lại em muốn về Trần Giang. Em muốn về nhà tại vì em không có muốn ở đó nữa, thì cô tiên này thì người yêu của em mà đâu có cho em đi được đâu, cái giữ em lại. Bắt sát quyết định là phải ở lại đây, mà em là cứ khư là phải về Trần Giang. Cô ấy cứ quyết định là thôi anh về thì thôi, để tôi làm phép đưa anh về. Rồi cô ấy mới làm phép đưa về Trần Giang. Thì cái dưới Trần Giang thì một ngày ở trên trời thì nó rất nhiều năm nhiều ở dưới Trần Giang. Ở dưới. Thì đấy, khi đó thì ở quá lâu về cái bạc đầu luôn. Ủa nhưng mà tại sao vậy, tại sao lại than trách trong cái bài hát là than trách người phụ nữ? Dạ giữ lại lâu quá. Và em có tiềm năng, hy vọng là những cái phần sau thì cố gắng tìm bài cho nó kỹ hơn tí xíu nữa. Bây giờ nào chị Khai Ly, đàn chị đi trước xinh đẹp và duyên dáng sẽ cho em thêm nhiều kinh nghiệm nào. Dạ lúc nãy khi mà Phụng bước ra một cái là em nói ô dễ thương quá. Nhìn cái mặt thấy là thấy vui vẻ, nhìn mặt của Phụng là thấy cái sự vui vẻ trên gương mặt liền. Và cái phong thái của Phụng Ly rất là thích. Em hát một cái phong thái rất là thoải mái, rất là tự nhiên, không bị gò bó bất cứ một cái gì cả. Và chị khen em là em diễn cũng rất là chi tiết. Cảnh mà khi mà em đang hạnh phúc say đắm với cô tiên thì đang mặt rất là hớn hở, xong rồi em diễn một cái nét, thấy được cái nét em diễn là chợt suy nghĩ tôi phải đi về. Có bước chuyển đàng hoàng đúng không? Có bước chuyển cảm xúc. Cảm xúc đàng hoàng, chị khen cái chi tiết đó của em. Và chị rất là thích giọng hát của em. Một giọng hát rất là đặc biệt. Theo như chị nghĩ nha, nếu như mà em kết hợp cái giọng hát bolero của em như thế này mà kết hợp theo cái kiểu mà hơi hài hài vui vui á chị, nó sẽ trở thành một cái chất riêng của em và em sẽ tỏa sáng. Chị Khai Ly nói đúng á, thật. Với những cái trông đợi và những cái góp ý cũng như những cái khắc khe hơn để mình hoàn thiện hơn, hy vọng là Ngọc Phụng sẽ mau chóng kịp thời cải thiện mình nhiều hơn nữa nha. Để xứng đáng với những gì mà khán giả đặt niềm tin vào giọng ca của một thí sinh có gương mặt học sinh mà chậu hát phụ huynh. Một tràng vỗ tay, và đó chính là Ngọc Phụng của solo cùng Bolero mùa 6. Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi, trời ơi, khổ ghê. Ê!
Trời đất ơi ông trời, con khổ quá mà. Con là thần tổng quản mà ông bắt con đi theo ông Tơ Bà Nguyệt từ kiếp này qua tới kiếp khác, cho tới bây giờ con làm con người luôn rồi nè. Con cũng chưa tìm thấy được ông Tơ Bà Nguyệt. Sao vậy? Biết tới chừng nào ba người tụi con mới hoàn thành nhiệm vụ, mới trở về trời trời được đây? Ông mà cũng thiệt, ông khó ghê luôn á. Ông muốn á là ba người của con phải là có chung một cái cơ duyên, cùng gặp mặt nhau rồi cùng làm hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc đó mới trở về trời được. Ông trời ơi, sao mà khó quá vậy? Ê, 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 ông Tơ Bà Nguyệt, ông Tơ Bà Nguyệt đã xuất hiện rồi. Bây giờ còn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nữa thôi. Ông Tơ Bà Nguyệt ơi, cố lên nha. Sao chung đường chung bước, yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Đời như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào không rõ. Cô với tôi đang có chung một cái nỗi buồn với nhau á hả, đúng không? Mà cái lời tâm sự đó vậy cuối cùng là chồng của cô sao vậy hả? Ờ thì chồng tôi ông bỏ tôi đi theo người khác rồi. Mà còn anh, vợ anh đi theo người khác hả? Không, người khác đi theo vợ tôi. Hey! Hả? Cô ơi, cô cái vụ gì? Ủa, ở trên cái miếu này đang vắng mà tại sao lại có người mà đâu? Đi cái tướng gì sao cái mặt sao? Trời ơi, cô ơi, không ổn rồi. Coi chừng là cướp hay là giao cái gì bậy bạ ở đây đó. Gì ghê vậy? Núp. Đây nè. Gì? Đây, đứng đó. Cô mà tiến lại gần là tôi la lên đó nha. Bơm đúng không? Bơm vào trong cái giỏ đó đúng không? Bơm cái gì mà bơm? Cái này đồ ăn của tôi mà. Cái gì? Đồ ăn. Thằng hồi nãy shipper. Trời. Giao đồ ăn rồi tại sao tôi về quay lại đây làm cái gì? Tôi muốn làm, tôi muốn sợ ai kệ tôi chứ. Anh mắc cười quá, anh hỏi tôi làm cái gì, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Dơ quá cô. Gì cô? Ủa cô, đây cô làm gì vậy hả? Trời ơi, tôi muốn tự tử. Hả? Cô tự tử sao? Cô không đi đâu, cô nhảy sông nhảy suối, tự nhiên cô vô đây cô ngồi ăn bánh bao sao chết được? Tôi sẽ ăn hết cái đống bánh bao này, sau đó cái người tôi sẽ mập lên, nó sẽ nổ tung, tôi sẽ chết. Mà sao đi tự tử vậy? Tôi bị thất tình. Người yêu của tôi là chồng sắp cưới của tôi. Hồi trước á, tôi đâu có mập vậy đâu, tôi không nhôm nhách à. Sau khi rồi khi yêu ảnh, quen ảnh thì tôi mới đi học những cái lớp nấu ăn, tôi nấu những món ăn cho ảnh ăn. Nhưng mà tôi nấu ngon quá mà. Tôi phải ăn trước chứ, ăn nhiều quá riết mập dần đều theo thời gian. Giờ anh chê tôi mập, tôi xấu. Mà còn nữa, chỉ vì một cái đêm hôm đó, tôi nằm kế ảnh, tôi lỡ tay gác nhẹ lên cái cổ của ảnh rồi. Anh chửi quá trời, anh chia tay tôi luôn. Cái cuộc trò mà cô chấn vô trái khế, người ta dập trái khế thì còn gì là đồ chua nữa. Nói chung tôi buồn lắm anh Nhân ơi, anh Bùi Nhân. Em đừng nhắc tên tôi làm gì. Ủa anh Nhân. Nhưng á,
Bà đứng im ra đi. Tôi sợ bà lắm rồi nghe, bà tránh xa tôi ra nghe. Nhưng mà không lẽ vì cái lý do nhỏ xíu đó mà anh bỏ em? Bà muốn biết cái gì? Không phải vì trái khế của tôi đâu, mà tại vì bà mập, bà xấu. Ôi anh ơi, cái mũi em mới sửa lẹo đâu quá, không biết bị gì á. Ôi cái mũi em mà nó bị gì chắc anh không yêu em nữa đúng không? Không có đâu, em yên tâm đi. Dù em có xấu cỡ nào đi chăng nữa, em có không có lỗ mũi đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em mà. Ủa mà không có cái mũi sao thở? Em yên tâm đi, anh sẽ lấy nhịp thở của trái tim để gắn ở lỗ mũi của em. Yêu quá. Tôi nói cho bà biết, không những bà mập bà xấu nha, tôi chia tay bà là thêm một lý do nữa, là tại vì đi với bà lúc nào cũng xui. Ủa mắc mớ gì đi với em xui? Bà không nhớ hả? Có một cái hôm đó tôi đi xin việc, tôi lên tôi xin việc làm cái bà, một hai bà đòi đi theo, đi theo cho đã, cái bà vừa mập bà vừa nặng nề, bà lết. Tôi lên tới chơi nó hết giờ nộp đơn, hết mất việc luôn. Một cửa khác nữa, tôi đi qua chỗ khác tôi nộp đơn, tôi được phỏng vấn. Tôi lên tới trên đó tôi để bà ở nhà, tới giờ tôi phỏng vấn bà gọi điện thoại tôi: alo anh ơi về đi, em có bầu rồi. Tôi bỏ phỏng vấn bỏ hết, bởi về nhà chở bà đi khám, về mới biết bà bánh bao sình bụng. Xui là ông Tơ và bà Nguyên cuối cùng thì hai người cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chuẩn bị về trời phục chức. Nhìn đi, ta có món quà tặng cho hai người. Nói nghe nè, hát về đủ rồi, đi về trời, lẹ lên nha. Đi thôi, nhanh lên, chúng ta đi thôi. Dạ. Thảo ơi, mở cửa đi Thảo. Thảo, sao anh muốn chuông hoài mà em không ra em mở cửa? Thức khuya thức thơm riết, bây giờ con mắt kìa nó thâm quần rồi kìa, em thấy chưa hả? Cái lý do gì mà thức khuya vậy? Thì tại anh chứ tại ai? Anh ơi suốt đêm gần nhau.
Xưa giờ mình chưa có gì hết á, bây giờ nhà nắm tay cái được không? Nắm tay anh thật chặt, giơ tay anh thật lâu, để chúng ta cùng nhau đi đến con đường hạnh phúc. Ai vậy? Con đừng hỏi ai mà cô sẽ trả lời cô, đây chính là má của con Thảo. Ôi trời. Ôi, à. Ủa? Dạ, chào cô. Trời, cô giới thiệu cô đó, thì cô chính là nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, con chào cô. Mày tên Dũng phải không? Ủa? Tao biết rồi. Dạ. Bữa nay hình như là con đưa ba con qua đây để dạ. mà nói chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Con Thảo nó cũng nói với bác rồi. Dạ. Cho nên bữa nay bác chuẩn bị một cái mâm cơm để đãi ba con. Má em chu đáo lắm. Ừ. Ê. Chết rồi. Ui má ơi. Cái mùi khét. Không được. Bác quên tắt lửa cái nồi thịt kho. Chết rồi trời ơi, cái nồi thịt kho của tôi. Ê, ủa, trời ơi. Ủa, cái gì vậy cô? Sao má? Trời ơi, bữa nay gia đình mình làm ơn ăn thịt kho họ trứng cút nghe con. Anh, má em không biết hôm nay làm sao á. Trời đất ơi. Dũng ơi. Dũng ơi, Dũng. Ủa, ba. Ba. Nhà cửa rộng rãi quá ha. Cái gì cũng có. Chỉ có cái chuông cửa không có. Dạ, không phải ba. Nãy con vô con bấm chuông nhiều quá, lờn cái nút nó rớt cái chuông rồi. Rồi cái chuông đâu? Trong túi. Hèn chi. Hồi nãy mày nghe tẹt không? Ba bị điện giật. Tao đang bị giật ngoài đó. Hả? Giới thiệu đi. Dạ con chào bác. Dạ. Dễ thương. Dạ. Lớn hơn bay 2 tuổi ha. Có gì đâu giấu, gái lớn hơn hai tốt chứ sao. Mai mốt tao tới sân bay là tao được ngồi hạng thương gia không? Sao vậy ba? Có con làm phi công. Ôi. Nhà đẹp quá. Ai? Ai vậy? Chị Xu ơi. Chị. Tình yêu đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao. Cứ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tiền đôi đứa đôi nơi. Má. Bạc trắng lưa hồng nên đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa. Đơn đào này muôn kiếp không nhòa. Quên, chỗ này quên. Đến lúc cần là không con đừng lo. Đây là mối quen biết cũ. Không được. Làm sao? Chọn hết ngày lành tháng tốt rồi thì bây giờ cứ cho đôi trẻ nó đến với nhau. Nhưng tôi nói không được. Quá đơn giản, không có gì là không được hết. Không thể nào bà... được. Đừng lại. Quay lại đây nhìn nhau cái bạn già. Ôi. Ủa, bà... Vẫn khỏe ha. Trớ trêu. À, ngày hôm nay tự nhiên là làm anh xui chị xui với tôi luôn. Ba ơi, ba sao vậy ba? Không có gì hết á, đây là chuyện người lớn con. Còn cái chuyện của con đâu đó để ba tính. Tôi không phải là người thủ cụ bài tân, bỏ hết đi ha. Vì tình yêu của đôi trẻ, dẫn cho bọn nó lấy nhau. Tôi không bằng lòng. Bọn trẻ không có lỗi gì hết, bà hiểu chưa? Tôi không chấp nhận.
Tôi muốn đám cưới phải diễn ra. Tôi không bằng lòng. Tại sao? Tại vì nó là con ruột của ông. Bác, bác ơi, những điều mà ông thấy chính là tôi đã sắp xếp ra tất cả. Tôi muốn trả ông trở về với gia đình giàu có của ông. Ông có biết rằng cha mẹ của ông đã khóc thật nhiều sau lưng ông trước mặt tôi không? Cái nghèo nó đeo đẳng ông suốt cả cuộc đời nếu ông đi theo tôi. Tôi không muốn cho ông biết là gì. Tôi không muốn ông bận biểu với mẹ con tôi nữa. Má, đây có phải là người mà má hay kể cho con nghe hàng đêm không hả má? Ba ruột của con đó, Thảo ơi. Má, bà giải phóng cuộc đời cho tôi hả Hằng? Hay là bà giải phóng cho tôi khỏi cái quyền được làm cha? Hành động của bà đã nói lên tất cả những điều tôi muốn. Bà, ly nước đổ rồi không hốt lại được đâu Hằng ơi. Cùng cha khác mẹ, rồi giờ sao đây Hằng? Trời ơi, bây giờ sao đây Hằng ơi? Quá đi. Hả? Em là chị của anh. Cho một người ôm nỗi sầu, nhìn theo một chiếc xe hoa. Người hai bên lúc thanh tang, từ đây đôi nẻo quan xa. Không cho đời ba trắng lửa hồng. Người hai cho đời bát trắng lửa hồng. Quá nghiệt, quá nghiệt. Tại sao lại như vậy mà? Cũng khuya rồi, thôi mình đi nghỉ đi anh.
Trời đất ơi, kinh khủng thiệt. Chỉ mới hát có một bài thôi mà đã sáng rồi. Em ơi, nhé ra cho con chơi diều nè. Trời ơi, diều bay cao quá trời luôn này. Trời ơi, anh ơi. Hả? Con diều ở đây nè. Chị, nãy giờ anh giật cái gì? Anh giật gió. Trời ơi, con diều của con nó bị đứt rồi. Dạ. Để chú Tèo cột lại cho, mấy cái này hồi xưa là chú anh cũng làm. Anh công dân kia bà... dừng tay lại. Chết với tôi. Trời ơi. Nợ nần nhà, mở ba mở hai tật sao không trả. Chưa có tiền nữa, thiệt mà cậu. Nghèo mà lùng. Bây giờ mày có trả nợ không? Con mượn tiền là con mượn người khác chứ con không có mượn cậu. Mày mượn ai? Mượn ba hai thì trả ba ba. Trời ơi. À. Chuyện gì vậy Minh? Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh. Thôi! À! Sao mỗi lần mà bé ba xuất hiện là phải hát bài Chiếc áo bà ba? Chỉ vì đơn giản một điều là không có bài Chiếc áo bà hai. Hai đứa nhỏ ra ngoài chơi để má giải quyết công chuyện nè. Dạ. Dạ. Lời nói đầu tiên cho bà gửi lời chào thân thiết thân ái đến hai đứa. Không biết là khi nào hai đứa trả tiền cho bà? Có khi nào bà nghĩ rằng hai đứa không có tiền trả cho bà hay không? Vậy có khi nào hai đứa nghĩ rằng là hai đứa sẽ không còn một giống lúa nào để trồng hay không? Vậy có bao giờ bà nghĩ hai đứa sẽ không bao giờ trồng lúa mà trồng một trái khác không? Vậy có bao giờ hai đứa nghĩ là hai đứa sẽ chuyển sang trồng quýt không? Vậy có bao giờ bà nghĩ là bà sẽ cho hai đứa mượn tiền một lần nữa không? Vậy có bao giờ hai đứa nghĩ là hai đứa mượn tiền một lần nữa rồi sẽ trả tiền cho bà không? Vậy có bao giờ bà nghĩ đợt một chưa có tiền trả, đợt hai lấy đâu ra trả không? Vậy có khi nào... Đây, đây. Đúng rồi đó con, càng như vậy là đúng lúc đó con, bà hết vũ khí rồi. Ôi, cuộc đòi nợ nào mà tao lao mới lao vậy đó. Mở ba thôi mà đâu bằng mở hai. Mà bước ra đây đòi cứ có khi nào hoài. Hãy nhìn bà hai đây nè. Có bao giờ anh đi về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là bà hai, bà khoan đã, qua đòi nợ. Đòi tiền. À đúng rồi, quên. Mà chưa đòi được cái gì hết. Ông chủ tao mà ra là mày thấy cái cảnh. Thôi cậu ơi, nha. Ông là cao to vạm vỡ, không chả cái là ông tán này liền. Thôi cậu ơi, cậu đừng có kêu. Dạ con ơi, ông chủ. Mới vừa hò nát cái mặt luôn á thiệt. Ông chủ, đòi nợ nó kia. Tha cho nó đi. Bây giờ bà không thể nào làm người có văn hóa được nữa. Tao hỏi tụi bay là khi nào trả tiền cho tao? Cái mùa năm nay sâu nó ăn lúa nhiều quá nên con không có tiền để con trả cho bà. Dạ, không lấy kem đánh răng chét vô. Điên. Bà lộn, bà tưởng là bị sâu rắn. Lộn. Tôi quải bà chủ này lắm luôn rồi thiệt tình. Này để bà giải quyết. Thiếu nợ người ta, tao qua đòi nợ, tao khát khô cả cổ mà không mời tao. Dạ không có, tại nãy giờ bà nói quá con cản. Con giải thích, đi vô lấy nước. Dạ. Cái gì giải thích gì vậy? Rồi hai đứa nhỏ không bị sao hết. Cảm ơn tụi cưng nghe. Anh Tèo, chồng tôi nữa. Chồng ơi. Trời ơi, sao mày can đảm quá vậy? Thấy người ta nhảy xuống dưới người ta chết thì mình phải cứu chứ, bất quá mình nhảy xuống mình uống chút xíu nước thôi đâu có sao đâu. Trời ơi trời, ông tiên dưới đời thường kìa. Hai đứa là người ôm.
bên này nợ ơn bên này. Nợ, nợ. Ê, cho khất nợ luôn. Không cần phải trả nợ. Khi nào có trả nợ sao cũng được. Còn họ không có tiền đám cưới thì dạ chắc là dạ mãn phép xin được mời gia đình bà. Không cần đợi có tiền mới làm đám cưới. Mời bà đi cho tụi con 30 bàn. Wow. Hả? Anh Tiều, 30 bàn kìa anh Tiều. Trời đất ơi. Ông quyết định là mời cả làng luôn. Cả làng luôn hả? Cả làng luôn. Cảm ơn bà. Mời cả làng cho vui. Mọi người ơi, mọi người ơi, đúng rồi, đốt pháo lên. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhiều cầu tre, làng bên băng qua kinh nói tình miền quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe anh ca trong nắng chiều vàng quê. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đêm bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy. Dù sông cạn đã mòn, nhìn cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhìn cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Yêu nhau.
Chi? Chi à? Chi ơi? Chi à con ơi? Con trời ơi, con bị bệnh tim mà ba hù con hoài à. Trời đất ơi, bước ra đây ba biểu coi. Đi ra đây nè, đi ra đây, ngồi trên ghế đi. Sao tự nhiên ngày hôm nay con mặc áo của mẹ vậy? Ba ơi, con thấy con nhớ mẹ quá à ba. Mẹ. Cô Thảo mà Chi? Không mẹ. Cô Thảo là Chi? Không mẹ. Ồ, thì mẹ. Mà thôi, Chi làm cái gì vậy? Thôi để cô Thảo ru cho Chi ngủ nha. Dạ. Còn cha, còn mẹ thì thơm. Không cha, không mẹ. Không cha, không mẹ. Như đường đất dây. Chào bé Tuấn Dũng, nay mình có hẹn lấy máu phải không ta? Long đi, hey, lẹ đi, nhanh lên. Rào, thôi được rồi, bây giờ mình tiến hành luôn nha. Khoan, trước khi làm á, tôi gửi tiền luôn, để lát nữa máu nó tự tin nó chảy. Ông làm lẹ giùm tôi đi. Rào, đây. Dũng ơi. Chết rồi. Không sao, bình tĩnh nghe. Rào. Dũng. Anh muốn nói gì, nói. Đâu vậy, bà chủ ơi. Bà coi, trời ơi, bà chủ mình, bà đi đâu mình? Đi đường đó vậy? Ủa tao chủ nhà trọ, tao muốn đi đâu tao đi chứ trời. Trời đất ơi, còn hai con mẹ này nữa. Đi đi, chuyện tình yêu người ta mà đứng ngó cái gì? Trời ơi, cửa đi vô đây. Ôi nè, cho em lại. Trời ơi, mà tóc dài mà để đâu tôi gớm không? Em ngụy trang dữ lắm mà cũng bị nhận ra đó anh. Thằng quỷ mày tới mày lấy máu thằng Dũng hả mày? Sao cái thứ mày ác ôn vậy, nó bán mạng đó mày biết không? Có biết nhân quả báo ứng nó nhãn tiền là cái gì không? Bữa nay nghe mày còn lấy một giọt máu nữa của thằng Dũng nữa mày. Mày biết để tao chửi mày. Mày đi ra quay. Bữa nay nghe. Đi lại đi. Lẹ đi. Nè cái thứ mày nghe. Mày phải để cho nó bị bắt chứ, mày làm vậy nó hại biết bao nhiêu người rồi. Bắt cái gì? Bây giờ bắt nó mày mai mốt người đâu nữa mà tôi bán máu. Ủa tao có cho mày bán máu không Dũng? Mày bán riết rồi mày nghĩ coi mai mốt con của mày chưa hết bệnh nha, mà nó còn sống còn mày chết ai nuôi? Tôi không cần quan tâm làm cái gì, chuyện gia đình tôi tự tính. Kệ mấy người, về đi. Kệ. Sao mà đánh nó vậy? Tao kệ mày được, tao kệ lâu rồi Dũng. Hai cha con mày ở đây
tao có lấy một đồng nào không? Tao kệ mày được. Tao cho mày bán mạng ngoài đường rồi. Mày kệ đúng không? Tao bỏ chứ vừa lòng mày. Tôi không cần đâu. Ê, sao vậy? Sao con ngồi? Con có sao vậy? Sao nãy giờ con không ngủ đi? Hả? Hả? Sao vậy? Con mệt con. Con nè, nghe ba nói nè. Bằng mọi giá làm gì cũng được. Con không có được mệt. Bây giờ con muốn cái gì? Con muốn cái gì? Ba làm cho con nói đi. Con muốn ba cổng con. Cổng cổng hả? Hôm nay ba khỏe lắm. Con đứng cái này đi, đứng cái này. Nhanh lên, leo lên đây đứng. Leo lên đây đứng. Bà cổng con nha. Cổng con đi. Khỏe lắm. Giỡn thôi ha. Ba khỏe lắm. Ngày nào mà ba còn sống thì nè, Ba cổng con đi một vòng luôn. Bây giờ thử nè. Thử đi một vòng nè. Đó, thấy bao khỏe không? Con muốn cái gì cũng được hết đó. Nhưng mà nhớ, con gái nhớ là bằng mọi giá là con không bao giờ con được ngủ gục nghe chưa? Hiểu không vậy? Ê, chị. Ồ, ngủ gục hả? Không được nghe chưa? Dạ. Ngồi đây đi. Hết hồn. Ngồi xuống. Dạ. Nghe bà hỏi sao tự nhiên hôm nay con bác ba cổng đi vòng vòng vậy? Ba ơi, hồi nãy con nằm mơ thấy mẹ đó ba. Ủa, con nói gì vậy? Ba mới kể cho con có một lần mà đâu ra con nằm mơ con thấy mẹ. Con tả thử cho ba nghe coi. Dạ, tuấn mẹ nhỏ nhỏ con, tóc mẹ thì hơi dài dài. Điều đặc biệt nhất á là mẹ hát ru rất là hay. Con, ủa con tả gì vậy? Ủa, mẹ con thì tóc thì dài thiệt, nhưng mà mẹ con cũng cao cao mà, với lại mẹ con đâu có biết hát đâu. Ủa, con đang tả cô Thảo hả? Dạ, thì con Thảo là mẹ con đó, chứ con đâu có biết ai là mẹ con đâu. Yên tâm đi, ba tìm cách ba mua cái con gấu thỏ trắng cho con. Alo, dạ, anh ơi, không phải, yên tâm đi, ngày mai tôi hẹn anh ở cái điểm khác, không có tới đây nữa đâu, không ai biết hết, tôi muốn thêm một lần nữa để có tiền mua con thỏ bông trắng cho con gái tôi hả? Dạ, yên tâm đi, ngày mai ba mua con thỏ cho con mà. Ba chỉ sợ con điều sức khỏe của ba cứ vậy hoài, lỡ ba mà có chuyện gì ba không biết con phải sống sao nữa. Không cha không mẹ,
như đường đất dây. Dũng ơi, bớt giận mày lại rồi nè Dũng ơi. Giận thì giận chứ Chi nó cũng là cái cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ, mà dù sao con Chi nó cũng là con mày, cái tao có thương giận mày cỡ nào thì cũng phải lo cho nó đúng không? Dũng, gom được chút tiền đi bệnh viện nè. Như đã được trời ơi. Bà đã làm hết cho con rồi mà. Con gái à. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Mày ngu mất dạy. Trời đất ơi, bà nội ơi, bà ngủ ngục mà. Trời ơi, trời ơi, con ơi, sao vậy? Hả? À, con làm mọi người hết tồn kìa. Cha mất dạy, con ngủ mình đã là chết. Trời ơi. Con nghe hết rồi đó nha. Con nghe cái gì? Bà nói ngày mai bà sẽ mua con thỏ bông cho con đúng không? Con thỏ bông. Ngày mai đi, ngày mai bà chắc chắn là bà sẽ mua cho con thỏ bông ha. Với lại yên tâm đi, nhiều khi chú Dự cũng đi tìm sẵn giùm con rồi. Nha, đợi chút xíu ha. Con, ngày mai là mình được vô bệnh viện nằm, không có ở nhà giấc dơ. Trời ơi. Chú Dự. Quỷ, đâu rồi? Con rồi. Ê, đi, ở ra nè. Chị ơi. Cô Thả. Ê, ê con, ê con chừng té đó. Nặng lắm đó con. Qua đây ngồi nè, qua đây. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, hãy cố yêu thương đời, dù đời không thương ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ai không ai, hãy vươn tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như bầu trời còn mây bay,